Năm 2024, với nhiều khó khăn thử thách, được dự báo thị trường sụt giảm, tăng trưởng âm hơn 20%. Nhưng với bản lĩnh doanh nghiệp Việt, sự chăm chỉ, quyết tâm và đồng lòng nhân ái của tất cả các thành viên đã đưa con tàu Bảo Việt Nhân Thọ vượt qua mọi khó khăn. Vượt qua sự khốc liệt của bão Yagi, càn quét khiến 26 tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề. Với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, trưởng ban, trưởng nhóm, tư vấn viên vừa vượt qua lũ bão, chọn nghĩa đồng bào, hỗ trợ khách hàng, vượt lên khó khăn chung của toàn ngành và vực dậy mạnh mẽ sau bão Yagi, chinh phục từng mục tiêu kinh doanh. Liên tiếp, các công ty thành viên cán đích kinh doanh sớm trong tháng 10, tháng 11. Ngày hôm nay, toàn hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2024. Chúc mừng Bảo Việt Nhân Thọ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm. Cảm ơn các thành viên ngôi nhà chung Bảo Việt Nhân Thọ đã cùng nhau nỗ lực và cống hiến hết mình. Cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn Bảo Việt Nhân Thọ.